Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt phông chữ tiếng Việt. Thường các bạn hay dùng là phông .vn hoặc là phông Vintime hoặc là phông gì đó, thư pháp hay phông gì đó. Hoặc thì các bạn sẽ cài đặt vào để các bạn có tiếng Việt được. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng. Đầu tiên các bạn vào để có phông chữ, các bạn nên vào Google Chrome, các bạn tải về phông chữ ha. Ví dụ bạn gọi phông Vintime, bạn gọi phông chữ Vintime, bạn gọi ở đây. Xong rồi bạn bấm nút là download phông ha. Rồi bạn nút tải về. Tải về. Thì trường hợp này đấy, bạn nút tải về. Rồi tải bộ phông đầy đủ luôn xuống. Đây các khi bạn tải về này ha. Thì khi tải về xong các bạn lại ném ra. Mở thư mục nhất thì phải cần hiển thị mở thư mục lên. Thì bạn sẽ có cái phông chữ ở đây này ha. Mình giải nén bằng chọn lại chắc hi. Cái trường hợp này làm sao để có cái phần mềm Winra mẫu hình cuốn tập này, thì ở cái video tôi đã làm trước rồi, các bạn xem một cái video nào mà hướng dẫn cài Winra cái đuôi chấm ra chấm zip này để các bạn giải ra ha. Đã nhấn vào Winra này nè, phải chọn một cái chắc tu này đi. Đó rồi, các bạn sẽ có phông đây, các bạn double click vào và các bạn thấy có rất nhiều phông bên đây. Các bạn nhấn Ctrl chữ A, các bạn cài đặt một cái chất tuyệt phải chọn một install, các bạn sẽ được cài đặt ha. Phông mình sẽ được cài đặt vào máy tính. Thì đây là cái bài này, rồi anh báo là đã có một cái phông bị trùng, cái phông có sẵn do not show luôn. Rồi yes, cho nó cài đặt tiếp. Thì trường hợp này là các bạn thấy cái cài đặt đơn phông rất đơn giản đúng không? Các bạn chỉ cần vào Google search từ rồi download về là các bạn setup như vậy là xong rồi. Thì bài này hôm sau video tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ cho các bạn, đó là cái bài này hướng dẫn về cách cài đặt phông chữ tương tự như vậy, các bạn download các phông khác và cài các cái phông khác ha. Ở trên mạng về thì các bạn cài đặt vào. Thì video này sau khi làm xong thì tôi sẽ up lên vào cái trang The Line. Đó là tôi sẽ vào, các bạn có thể vào cái trang The Line. Trong này có cái trang này rất nhiều cái video hướng dẫn, là các bạn có thể vào đây để xem cũng được. Đấy, tôi sẽ up lên đây. Và tôi vào cái kênh của tôi này. Trong này có rất nhiều kênh, muốn vào kênh này các bạn nghe click là các bạn đăng ký vào luôn ha. Các bạn thấy hay các bạn nút đăng ký luôn và nó nút like luôn giúp tôi, để sao tôi thấy hay là nhiều các bạn quan tâm thì tôi cho lên những video mới ha, những cái tinh chỉnh của mình để các bạn xem cho nó dễ. Bạn click vào đây ha. Và đây trong này kênh của tôi, bạn đã đăng ký kênh giúp tôi ha, để sau này tôi có gì tôi sẽ làm thêm nhiều video mới, các bạn sẽ xem hiện đại luôn ha. Và các bạn nên nhớ những cái video thì tôi có những cái đường link nằm bên dưới luôn, các bạn tải về dễ hơn. Rồi thì sau khi làm trong video tôi sẽ up này, và trong này có rất nhiều video khác, các bạn có thể vào đây để xem nhấp video danh sách này. Hoặc thêm kênh như đây. Rồi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thì hiện tại thì đây là bài này cũng là cái phông chữ, chỉ cái đơn giản này thôi, các bạn có thể xem. Còn nếu bạn muốn thắc mắc cái gì thì comment phía bên dưới cái video lúc nãy. Các video thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.